hợp nghỉ dưỡng hạng sang. Quy Nhơn Melody sở hữu vị trí vàng khi nằm ngay trục đường ven biển sầm uất nhất của thành phố Quy Nhơn. Từ Quy Nhơn Melody, bạn chỉ mất 2 phút là có thể thả bộ dạo bước trên bãi biển đầy thơ mộng. Từ đây, bạn dễ dàng di chuyển đến các điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Quy Nhơn Bình Định và tiếp cận đầy đủ tiện ích ngoài khu trong bán kính 3 km. Vị trí này vừa thuận lợi cho cư dân sử dụng các tiện ích trong thành phố, vừa thích hợp cho du khách nghỉ dưỡng bên biển, dễ dàng trải nghiệm và tận hưởng các hoạt động vui chơi giải trí trong ngày. Sự xuất hiện của Quy Nhơn Melody như thổi làn gió mới vào thị trường bất động sản nơi đây, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư dễ dàng sở hữu một căn hộ du lịch tiện nghi ngay giữa lòng thành phố biển, là xu hướng bất động sản mới tại Quy Nhơn. Quy Nhơn Melody sẽ mang đến lợi ích tối đa cho nhà đầu tư như nghỉ dưỡng, cho thuê và là tài sản tích lũy. Quy Nhơn Melody, nơi tâm hồn phiêu lãng cùng bản hòa ca bất tận của mặt trời và biển cả, để vũ điệu của nắng, thanh âm của gió hòa quyện cùng cảm xúc ngọt ngào giữa lòng phố biển xinh đẹp. Quy Nhơn Melody, Dancing with the Sea and Sun.